chào anh em nha. Cái xe này của một vị khách đi, mà khách người ta tả là đã làm nồi rồi, mà cái xe nó, cái máy nó rất là gào. Thì bữa nay là mình sẽ mở ra để mình kiểm tra cho em coi. Xe này mới làm nồi nha anh em. Canh cái gì không biết mà gào, cái xe nó gào ghê lắm. Này của làm nồi ở đâu không biết. Chêm trời ơi, này nó chêm gì đâu mà nè, anh em thấy không, giải nè, anh em thấy giải không, chêm nồi, nồi mà chêm giải luôn anh em. Trời ơi, coi nè, đây nè. Ừ, cái này là tuyệt chiêu mới luôn nha. Trời ơi, trời, canh có 4 viên bi. Anh em thấy không? 4 viên bi này chạy nó gào là đúng rồi. Quá trời quá đất nhẹ luôn. Bi này có 10 gram. 4 viên. Cái này xe này chạy là nó la ghê lắm. Rào 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 rào. Rồi thì bây giờ ở đâu mình mới canh lại cho anh ấy nè.